Hi, chào các bạn đã vào channel để học tiếng Anh Mỹ. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học 100 tính từ rất là phổ thông trong tiếng Anh Mỹ. Lưu ý là hôm nay mình dùng phiên âm bằng tiếng Việt để các bạn dễ học, đặc biệt là các bạn mới học tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy rất là dễ học, dễ đọc hơn. Bây giờ chúng ta hãy vào bài học. Mình sẽ đọc một lần chậm và thậm chí là phân tích các âm tiết, sau đó đọc một tốc độ bình thường và giải thích nghĩa cũng như là cho các bạn một số thí dụ liên quan đến những từ chúng ta học hôm nay. Able. Lưu ý là các bạn thấy cái âm L. Âm L nó nằm ở cuối câu, tức là nó không có phải là một cái âm mà tuy nhiên khi mà chúng ta lưỡi chúng ta move vào, di chuyển vào cái vị trí của âm L thì nó sẽ chặn đứng hết tất cả các âm thanh. Nó tạo ra một cái âm nó riêng của nó. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Able. Able. Cái đầu lưỡi của chúng ta đưa lên đụng lợi trên và nó ngừng đó, nó không làm gì nữa. Thì khi nó đưa lên như vậy thì âm thanh nó ra không được, thì tự động âm thanh nó sẽ giảm nhẹ xuống và nó tắt dần. Able có nghĩa là có năng lực hay là có tài. Thí dụ như một người kỹ sư có năng lực thì mình gọi là an able engineer, hoặc là một người viết văn có tài là an able writer. American. American là thuộc về nước Mỹ. Thí dụ như là chiếc máy bay Mỹ thì mình gọi là an American airplane. Available. Available. Lưu ý again là một lần nữa là cái âm L ở cuối câu. Available. Available có nghĩa là rảnh hoặc là sẵn để dùng. Thí dụ như là mình nói không có chiếc xe nào sẵn để mình dùng hết thì mình nói là there's no cars available. Hoặc là mình nói hôm nay tôi có thời gian rảnh để tiếp khách chẳng hạn, để đi chơi chẳng hạn, thì mình nói là I am available today. Tức là hôm nay nếu mà có cần gì á thì I'm available. Ngày mai nhiều khi là mình bận rồi. Bad. Các bạn thấy cái âm này á, nó giống như giống cái âm A của tiếng Việt, âm chữ A của tiếng Việt mình. Tuy nhiên cái âm A của tiếng Việt mình á, cái miệng nó không có căng như cái âm A của short A của tiếng Mỹ. Nếu các bạn nào muốn biết thêm về âm short A, xin các bạn hãy xem bài học số 2 đã đưa trước đây. Thì mình phát âm nó giống âm A, tuy nhiên cái hàm của mình nó rớt xuống và cái miệng của mình nó bành ra. Cái mép của miệng mình nó bành rộng ra giống như mình cười đó. Mình đọc là A. Bad. Bad có nghĩa là xấu, có nghĩa là tồi, có nghĩa là dở. Thí dụ như một cái người đó xấu thì mình nói là một cái người đó là một người xấu thì mình nói he's a bad person. Một cái phim dở, một cái movie dở, một cái movie tồi thì mình nói là it's a bad movie. Best. Best là tốt nhất, hay là giỏi nhất, hay là đẹp nhất, hay là hay nhất. Tức là best là nhất. Thí dụ như là người bơi giỏi nhất thì gọi là best swimmer. Người chơi một cái môn thể thao đánh banh chẳng hạn, đánh bóng rổ hay nhất mình gọi là best basketball player. Cuốn sách bán chạy nhất mình gọi là best selling book. Better. Better. Lưu ý là trong cái âm chữ better, chữ T
nó được đổi qua thành chữ the. Mình đã có một bài trước giải thích tại sao khi nào chúng ta chuyển cái âm đi thành cái âm the, khi nào chúng ta nuốt cái âm đi. Thì các bạn nào chưa xem, xin xem bài các mẫu tự của âm T. Và cuối câu là cái âm R, thành ra các bạn nhớ cong lưỡi. Cách phát âm âm R của tiếng Mỹ đã được giải thích trước đây luôn. Xin nhắc lại một lần nữa là khi mình phát âm âm R tiếng Mỹ thì lưỡi mình, đầu lưỡi cong lên, phía sau của lưỡi thì đưa lên để chặn cái, giảm cái hơi nó đi ra khỏi miệng. Cái đầu lưỡi thì nó cong nhưng mà nó không đụng vào đâu hết. Nó không đụng vào cái vòm miệng của mình, nó không đụng vào lợi răng của mình. Nó không đụng vào răng, không đụng vào lợi. Nó cong mà nó nằm chính giữa. Mà đọc là better, better là hay hơn, khá hơn hay là đẹp hơn. Tức là best là nhất, còn cái này nó chỉ là hơn thôi. Thí dụ như mình nói là một cái đội hay hơn thì mình gọi là better team. Big, big. Thí dụ một chiếc giày to thì mình gọi là a big shoe. Black. Một lần nữa, đây là âm số E. Các bạn nên xem bài số 2 nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về cái âm số E. Black. Thí dụ như là con chó đen thì mình gọi là black dog. Blue. Blue là màu xanh da trời, hay là mình chán nản. Tức là cái chữ này nó có hai nghĩa. Nó nghĩa thứ nhất là cái nghĩa màu, và cái nghĩa thứ hai là một cái tính từ. Thí dụ như là mình cảm thấy buồn chán thì mình nói là I am feeling blue. Central. Central là ở trung tâm hay là ở trung ương. Nếu các bạn xem phim Mỹ thì các bạn biết ở Mỹ có cái cơ quan gọi là CIA, tức là cơ quan tình báo Mỹ, thì cái chữ C là nó viết tắt của chữ Central, tức là trung ương. Central. Certain. 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 Các bạn thấy chữ T trong cái chữ này không có được phát âm, mình không có nói là certain. Người Anh thì có lẽ nói vậy, nhưng mà người Mỹ sẽ nói là certain, là chắc, hoặc là chắc chắn, hoặc là nào đó. Thí dụ như một số người nào đó thì mình nói là certain people, hoặc là chắc, tôi chắc, hoặc là mình hỏi người ta có chắc không thì mình nói là, giống cái chữ này nó giống như cái chữ sure hoặc là sure. Mình hỏi người ta là anh có chắc không thì mình nói là are you certain. Clear. Clear. Các bạn thấy mình để cái dấu sao đó là tại vì mình nhắc các bạn là cách là phải phát âm cái âm R ở cuối câu. Clear. Cái lưỡi phải cong ở cuối câu. Clear có nghĩa là trong. Thí dụ như clear water là nước trong. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là trong sạch. Cái nghĩa bóng nữa. Tức là thí dụ như là cái lương tâm trong sạch thì mình gọi là clear conscience. Close. Close. Close có nghĩa đầu tiên là kín. Thí dụ như một cái hệ thống trong xe hơi chẳng hạn, thì cái hệ thống giải nhiệt nó là một hệ thống kín, tức là nước nó cứ di chuyển từ trong máy, nó đi ra máy để nó giải nhiệt xong nó đi vào máy. Tức là một hệ thống kín, không có trừ khi nó bị hư thôi, còn nếu không là nó cứ như thế, nước nó bảo hòa, nó không có bị mất đi đâu hết. Thì mình gọi là closed system, tức là một hệ thống kín, closed system. Hay là gần, chỗ này gần chỗ kia thì mình dùng cái tính từ close. Thí dụ như gần
gần nhà tôi thì là close to my house, hoặc là thân, bạn thân gọi là close friends. Cold, cold là lạnh. Các bạn phát âm chữ cô xong các bạn thêm chữ đờ nha. Cold, lạnh lẽo. Thời tiết lạnh đó các bạn, nhưng mà nó cũng có cái vẻ, cái nghĩa là lạnh lùng. Thí dụ như cái mặt mà lạnh nữa. Thí dụ như là hoặc là một cách đón tiếp hờ hững chẳng hạn, thì mình gọi là một cách chào đón hờ hững thì mình gọi là cold greeting. Hay là một cái vẻ nhìn lạnh nhạt thì mình gọi là a cold look. Common, common là chung, là của công cộng, là phổ biến, hoặc là nó cũng có nghĩa là tầm thường. Thí dụ như một cái con người bình thường, không có cái gì rất là bình thường, rất là tầm thường, thì mình gọi là a common person. Thí dụ như một cái lý tưởng chung thì mình gọi là a common cause. Cultural có nghĩa là thuộc về văn hóa. Thí dụ như một show, một cái show ca nhạc văn hóa chẳng hạn, thì mình gọi là a cultural show, tức là nó mang tính văn hóa, có thể là biểu diễn thời trang về dân tộc hay gì đó. It's a cultural show. Current là hiện thời. Current là hiện tại, hiện tại. Thí dụ như một cái sự kiện hiện tại hoặc là những sự kiện hiện tại thì mình nói là current events. Hoặc là thời đại hiện tại thì mình có thể nói là current times, hay là cái thời gian hiện tại, current time. Dark, các bạn phát âm giống như cái âm o của tiếng Việt mình mà nó nhẹ hơn, o, cái môi không tròn, và chúng ta chuyển qua âm r, sau đó âm k. Dark là tối, là đen tối hoặc là mờ mịt. Thí dụ như một tương lai mờ mịt, mình có thể nói là a dark future. Hay là một cái chiếc áo màu sẫm, một cái áo đầm màu sẫm, mình có thể nói là a dark dress. Dead là chết, hay là nếu mà máy móc thì có thể là bị hư. Thí dụ như một cái đồng hồ chết, mình nói là a dead clock. Hoặc là một cái bình hết pin thì mình gọi là a dead battery. Democratic tức là dân chủ. Thí dụ như đảng dân chủ thì gọi là Democratic Party. Different, chữ này có hai cách phát âm. Cách thứ nhất là chúng ta phát âm hai âm tiết thì chúng ta phát âm là different, hoặc là chúng ta phát âm là ba âm tiết thì chúng ta phát âm là different là khác nhau, là khác biệt. Thí dụ một cái áo khác thì mình gọi là a different shirt. Difficult là khó khăn, là khó, là gay go, hoặc là khó tính. Một người mà khó chịu, khó tính, mình có thể dùng cái từ difficult để diễn tả cái người đó. Early, các bạn thấy cái dấu sao là các bạn nhớ là tại vì cái chữ R ở giữa câu các bạn phải phát âm nhé, phải cong lưỡi lên. Early là sớm. Thí dụ như là sáng sớm thì mình gọi là early in the morning.
easy, easy là dễ, dễ dàng, và nó cũng có nghĩa là dễ tính, nó ngược lại với lại difficult nha các bạn ha. Và đồng thời cái chữ này nó có nghĩa là lẳng lơ nữa, một người mà rất là dễ cập bồ đó, dễ dãi đó, thì mình cũng có thể gọi là easy, một cô gái dễ dãi nha. Economic là kinh tế. Thí dụ như lý do kinh tế thì mình nói là economic reason, economic reasons. Entire, entire là toàn bộ, là toàn thể. Thí dụ như là toàn thể gia đình tôi thì mình nói là my entire family. Environmental, environmental tức là thuộc về môi trường. Thí dụ như ngành học về môi trường học thì chúng ta gọi là environmental study. Cái chữ T ở trong cái mental đã thành cái chữ D luôn, mình đọc là environmental study. Federal, federal. Chữ này có hai cách đọc. Một là đọc ba âm tiết, mình đọc là federal. Cách thứ hai là hai âm tiết là federal. Cách nào cũng đúng hết. Mình thì mình đọc cách ba âm tiết, federal. Federal có nghĩa là liên bang, tức là ở Mỹ có các tiểu bang, có cái bộ máy chính trị, bộ máy nhà nước riêng. Rồi chính quyền liên bang thì nằm ở bên trên quản lý các tiểu bang thì gọi là federal. Thí dụ như là tòa nhà chính phủ thì mình dịch là, mình nói là federal building. Final, final là cuối cùng. Thí dụ như câu trả lời cuối cùng mình gọi là final answer. Financial, financial tức là thuộc về tài chánh. Thí dụ như mình nói là những cái vấn đề tài chánh thì mình gọi là financial problem, financial problems. Fine, fine là tốt, là đẹp hay là mịn. Thí dụ như là các bạn biết là khi mà mình hỏi có khỏe không thì người ta trả lời là I am fine. Thì cái fine này nó có nghĩa là khỏe nữa. Mịn thí dụ như là cái hình chúng ta chụp đó mà nó bị nổ hạt, nó bị grainy. Còn nếu mà nó không có grainy, nếu nó mịn đó, nó nhiều chi tiết đó, thì nó là fine. Foreign, foreign, foreign là nước ngoài. Thí dụ như là ngôn ngữ nước ngoài thì chúng ta gọi là foreign language. Các bạn nhớ cong lưỡi ở chính giữa là chữ for ha, foreign. Free, free, free là miễn phí, là tự do, là còn nghĩa nữa là rảnh. Thí dụ như một nước quốc gia tự do thì mình gọi là free country. Miễn phí, thí dụ như là đồ ăn miễn phí thì chúng ta gọi là free food. Thí dụ mình nói hôm nay tôi rảnh thì mình nói là I am free today. Full, 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 full có nghĩa là đầy, là no. Thí dụ mình nói tôi no thì mình nói là I am full. Cái chữ full nó cũng còn có một nghĩa nữa là nếu mà mình dùng để diễn tả cái dốc dáng của con người đó thì là một cái người
hơi tròn trịa một tí, hơi đầy đặn. Mình có thể nói là she has a full body, tức là cái cơ thể nó hơi đầy tí. General, general, tức là chung. Các bạn thấy nó viết là chữ G, nhưng mà mình đọc là âm J, giống trong cái chữ công việc, giống như cái âm trong chữ jobs, job. Cái này là general, tức là chung, hay là phổ thông, hay là tổng. Thí dụ như tổng giám đốc thì mình gọi là general manager, general manager. Hoặc là kiến thức phổ thông thì mình nói là general knowledge. Hoặc là một câu hỏi chung, không có cụ thể thì mình gọi là general questions, hay là general question. Good, good là tốt, là hay, mà còn có nghĩa là ngoan nữa. Thí dụ một đứa bé ngoan thì mình gọi là đứa bé đó là một đứa bé ngoan, đứa bé ấy là một đứa bé ngoan thì mình gọi là he's a good boy. Green, âm này là âm long e nha các bạn nha. Cái môi mình nó bành ra, hai cái mép của miệng mình nó bành ra, mình đọc là green, giống như là người Bắc nói cái chữ anh ý đó. Khi mình nói anh ý thì cái miệng mình nó bành, thì cái âm này nó cũng giống vậy. Mình nói là green, nó có nghĩa là màu xanh lá cây, nhưng mà nó cũng còn có nghĩa là một cái người nào đó còn non nớt trong nghề nghiệp. Thí dụ như một cái người mới vào làm thì mình nói cho những người khác biết là he's still green, tức là anh ta vẫn còn non, thành ra có gì thì chỉ cho anh ta. Happy, happy có nghĩa là vui lòng, có nghĩa là vui vẻ, hoặc là có nghĩa là hạnh phúc. Thí dụ như mình nói tôi rất là vui lòng giúp anh thì mình nói là I'm happy to help you. Mình nói anh ấy rất là vui vẻ hôm nay, mình nói là he's very happy today. Hoặc là một cặp đôi hạnh phúc thì mình gọi là a happy couple. Hard, hard là khó hoặc là cứng. Thí dụ như cứng như thép thì mình nói là as hard as steel. Hoặc là nặng tai thì mình nói là hard of hearing. Hoặc là rượu mạnh là hard liquor. High là cao. Thí dụ như núi cao thì mình gọi là high mountain. Hoặc là trọng tội là high crime. Hoặc là tòa án tối cao là high court. Hot là nóng, là cay nữa, hoặc là nóng nảy, và hoặc là nó cũng còn một cái nghĩa nó tương đương với cái chữ sexy, tức là gợi cảm chẳng hạn. Ở Việt Nam mình hay dùng từ hot boy, hot girl đó. Huge, huge, âm J ở cuối nha các bạn. Huge là to lớn, là đồ sộ, khổng lồ. Thí dụ như một cái lâu đài khổng lồ thì mình gọi là huge castle. Human là thuộc về con người. Thí dụ như giọng con người, những cái giọng của con người thì mình gọi là human voices. Important, important. Các bạn thấy là cái chữ T được nuốt, nó có quy luật. Nếu mà chữ T đi theo sau, trước của chữ T là một cái âm R và sau của nó là một nguyên âm, thì cái âm T nó sẽ được nuốt. Chúng ta sẽ phát âm là important, là quan trọng nha các bạn nhé. Thí dụ như là một cái quyết định quan trọng thì mình gọi là an important decision. International là quốc tế. Thí dụ chuyến bay quốc tế, international flight, international flight. Các bạn thấy chữ T cũng được nuốt luôn, nó trở thành là
international, không có chữ international nha các bạn, mà đọc là international. À, các bạn muốn biết tại sao nó nuốt cái quy luật nào thì các bạn xem bài đã được đăng trước đây về các âm của mẫu tự T. Large, large. À, mình phát âm cái chữ này nó giống như cái âm O của tiếng Việt mình mà nó nhẹ hơn. Sau đó mình chuyển qua âm R và sau cùng là âm J. Large, tức là ở chính giữa cái âm này mình phải cong lưỡi nha các bạn. Large là rộng, là lớn, là to. À, thí dụ như một cái đại sảnh lớn thì mình gọi là it's a large lobby. Late, late, late là trễ, là muộn. Thí dụ như là tôi trễ thì mình nói là I am late. Một cái chương trình muộn, một cái show muộn thì mình gọi là late show. Left, left là bên trái, tay trái của mình là left hand. Legal là hợp pháp, ngược lại với lại chữ legal là chữ illegal, là bất hợp pháp. Thí dụ mình nói là nó không có hợp pháp nếu mà chúng ta mang vũ khí vào tòa án chẳng hạn, thì mình nói là it's not legal to bring weapon to the court. Hay là it's not legal to bring weapon to the courthouse. Likely, likely tức là có thể. Nếu mình muốn nói không có thể thì mình nói là not likely. Thí dụ người ta hỏi là ngày mai có mưa không, mà mình đã coi dự báo thời tiết mình nó nói là cái khả năng mưa rất là thấp, thì mình nói là it's not likely. Little, little, little là nhỏ, là ngắn, là ít ỏi nha các bạn ha. Thí dụ như mình nói là một đứa bé trẻ nhỏ thì mình gọi là little kid. Một chiếc xe nhỏ bé, một chiếc xe gọn nhỏ thì mình gọi là a little car. Local là địa phương. Thí dụ như là giờ địa phương thì mình gọi là local time. Long, long là dài, là lâu. Thí dụ như là một cái đợi lâu thì mình gọi là it's a long wait. Hoặc là một chiếc xe lửa dài thì mình nói là a long train. Low, low, low. Mình đọc giống như là chữ low vậy đó, nhưng mà mình cuối cái âm này, cái môi của mình chu ra
giống như mình chuẩn bị phát âm cái chữ W, low là thấp, là cạn. Thí dụ như là lương thấp thì mình gọi là low salary. Main là chính, là chủ yếu, là quan trọng. Thí dụ như nhân vật chính thì mình gọi là main character. Lý do chính, lý do chủ yếu thì mình gọi là main reason. Major là lớn. Thí dụ như một cái lỗi lớn thì mình gọi là a major mistake. Medical có nghĩa là y khoa hoặc là y học. Thí dụ như bác sĩ y khoa thì mình gọi là medical doctor. Một cái hóa đơn tiền bác sĩ thì mình gọi là medical bill. Military có nghĩa là thuộc về quân đội, quân sự. Thí dụ như xe ví dụ như là quân cảnh thì gọi là military police. Xe tải quân đội thì mình gọi là military truck. National là thuộc dân tộc. Thí dụ quốc ca thì là national anthem. Natural là tự nhiên hay là thiên nhiên. Một cái phản xạ tự nhiên thì mình gọi là natural reaction. New hoặc là new. Từ này có hai cách đọc. Bạn có thể đọc là new hoặc là đọc là new. Tức là mới, mới lẻ, mới mẻ, mới lạ. Thí dụ như là một cái TV mới thì mình gọi là new television. Một cái nón mới mình có thể gọi là a new hat. Nice là đẹp, là tốt, là tử tế. Thí dụ mình thấy cái gì đó đẹp, mình nói very nice. Mình nói anh rất là tốt, đối xử rất là tốt với tôi thì mình nói là it's very nice of you. Hoặc là một đứa bé mà nó không có đàng hoàng tử tế, mình la nó thì mình nói be nice. Old là già, là cũ. Thí dụ một cái đồng hồ cũ thì chúng ta gọi là an old watch. Only là duy nhất hay là chỉ có một.
thí dụ như người duy nhất tham gia cái buổi họp thì mình gọi là the only person attended the meeting. The only person attended the meeting. Thí dụ mình nói anh ta là người duy nhất có mặt thì mình nói là he is the only person show up. Thí dụ mình nói anh ta là người duy nhất đã có mặt thì mình nói là he was the only person showed up. Thí dụ như con một là the only child. Open. Open là mở rộng, mở, không bị tắc nghẽn. Thí dụ ở Việt Nam có trường đại học mở thì mình gọi là Open University. Cái đường mà không bị tắc nghẽn, đường trống trải thì mình gọi là an open road. Other. Other là cái khác, cái kia. Ở đây mình dùng cái phiên âm quốc tế là tại vì trong tiếng Việt mình không có cái âm TH, voice TH. Nếu các bạn muốn biết thêm về âm voice TH thì các bạn xem bài đã đưa trước đây về âm TH voice và âm TH hữu thanh và âm TH vô thanh. Thì mình đọc là other, other. Thí dụ như đây là chiếc xe khác của tôi, tức là tôi có hai chiếc xe, hôm qua anh thấy tôi chạy chiếc xe kia, bây giờ tôi chạy chiếc xe khác thì mình nói this is my other car. Past. Past. Past là quá khứ, là cái gì đã qua. Thí dụ thì quá khứ thì mình gọi là past tense. Hoặc là những kinh nghiệm quá khứ thì mình gọi là past experience. Personal. Personal. Personal tức là cá nhân, là riêng tư, không có dính gì đến tài sản của công ty hoặc là của nhà nước chẳng hạn, thì như đồ riêng của mình. Thí dụ như tài sản riêng thì mình gọi là personal properties. Physical. Physical. Physical tức là về thể chất, về thay vì là tinh thần là mental, thì cái này là physical là thể xác. Thí dụ như tập luyện về thể chất thì mình gọi là physical training. Hoặc là một cái trò chơi mà đòi hỏi thể lực nhiều, thì cái trò chơi đó đòi hỏi thể lực nhiều thì mình gọi là a physical game. Political. Political. Political là chính trị. Thí dụ như một người chuyên gia phân tích về chính trị là gọi là political analyst. Popular. Popular. Popular là phổ biến hoặc là nổi tiếng. Thí dụ một chiếc xe hơi mà ai cũng có, tức là cái model rất là thông dụng, thì mình gọi là a popular car. Một người nổi tiếng, một cái người mà ở trong trường học chẳng hạn mà rất đẹp trai, chơi thể thao hay, học giỏi và hầu như là ở trong trường ai cũng thích, thì cái người đó gọi là a popular student hoặc là
một cái người popular. Private, private, private. Các bạn thấy là viết là cái chữ A nhưng mà đọc là chữ Y ha. Private là riêng tư, là cá nhân. Thí dụ như đời sống riêng tư thì mình gọi là đời sống riêng tư của tôi thì mình gọi là my private life. Hoặc là một chiếc chuyên cơ riêng của mình thì mình gọi là private jet. Public, public, public là của chung, công cộng hoặc là công khai. Thí dụ như là một công viên của chung công cộng thì mình gọi là public park. Hay là một cái chỗ đi tiểu tiện công cộng thì mình gọi là public restroom. Hoặc là một cái thông tin mà ai cũng có thể được biết đến, chứ không phải nhất thiết là bí mật, thì gọi là public information. Ready, ready, ready là sẵn sàng hoặc là sẵn lòng. Thí dụ mình nói tôi sẵn sàng để đến nhà anh thì mình nói là I'm ready to come to your house. Real, real là thật, là thật. Thí dụ như vàng thật thì mình nói là real gold. Để phân biệt với vàng giả là fake gold. Recent, recent là gần đây, là mới đây. Thí dụ như một cái tin, hoặc một cái tin gần đây thì mình gọi là a recent news. Red, red, đọc là re, thêm chữ đờ vô nha các bạn. Red là đỏ. Thí dụ là màu đỏ chẳng hạn, cờ đỏ thì mình nói là red flag. Religious, religious là thuộc về tôn giáo hoặc là ngoan đạo. Thí dụ mình nói là tôi là một người rất là mộ đạo thì mình nói là I am a religious person. Right, right, right là tay, là bên phải, hoặc là cái gì đúng thì mình nói là cái đó đúng, mình nói that is right. Hoặc là tam giác mà vuông thì mình gọi là right triangle. Tay phải mình gọi là right hand. Serious, serious, serious là nghiêm trọng. Thí dụ như là một vết thương, những cái vết thương nghiêm trọng thì mình gọi là serious injuries. Nghiêm nghị hoặc là nghiêm túc. Thí dụ như một cái vẻ mặt nghiêm nghị thì mình gọi là serious look. Hoặc là mình không biết là người ta có đùa hay là người ta nghiêm túc, thì mình hỏi người ta có nghiêm túc không thì mình hỏi là are you serious? Short, short, short là lùn. Người mà thấp á thì mình gọi là short. Hoặc là cái gì nó ngắn là nó cũng short. Hoặc là thiếu, mình thiếu một cái gì đó thì mình cũng là short. Significant, significant là có nhiều ý nghĩa quan trọng, đầy ý nghĩa hoặc là quan trọng. Thí dụ như một cái lời nhận xét có nhiều ý nghĩa thì mình gọi là a significant remark. Hoặc là rất là đông người
số đông nhiều người, thì mình gọi là a significant number of people. Similar, similar, similar là tương tự. Ví dụ mình nói tôi có một cái áo tương tự như vậy, giống giống như vậy, thì mình nói là I have a similar shirt. Simple, simple là đơn giản hay là giản dị. Thí dụ như một đời sống giản dị thì mình gọi là a simple life. Một cái máy rất là đơn giản thì mình gọi là a simple machine. Single, single, single là đơn hay là độc thân. Thí dụ khi mà người ta chơi đánh bài mà người ta đánh một bộ bài thì gọi là single deck, là một bộ. Hoặc là đánh nhiều bộ, thay vì đánh 5-6 bộ gộp để đánh như ở trong sòng bài chẳng hạn. Còn nếu mà mình chỉ chơi có một bộ thì gọi là single deck, là một bộ bài. Hoặc là người độc thân, nói là tôi độc thân thì mình nói là I am single. Small, small là nhỏ. Thí dụ như một một cái nón nhỏ thì mình gọi là a small hat. Social, social, social. Âm đầu là âm S, âm sau là âm S ha các bạn ha. Là thuộc về xã hội. Thí dụ như ăn mạng xã hội thì gọi là social networks. Special, special, special là đặc biệt. Thí dụ như giá đặc biệt thì mình gọi là special price. Strong, strong, âm giống như âm O của tiếng Việt mình mà không tròn miệng, cái miệng mình rất là thoải mái, mình đọc là strong, là mạnh hay là giỏi. Thí dụ như một người chơi một cái bộ môn gì đó hay thì mình gọi là a strong player. Sure hoặc là sure. Từ này có hai cách đọc, chúng ta có thể đọc là sure hay là sure. Ông Obama ông đọc cách thứ hai, ông đọc là sure, là có nghĩa là chắc, là chắc chắn. Thì mình nói là anh có chắc hay không, thì mình hỏi là are you sure, mình trả lời là mình chắc, thì mình nói I am sure. Traditional, traditional, thí dụ như trang phục là có nghĩa là truyền thống. Mình nói muốn nói trang phục truyền thống thì mình nói là traditional costume. True, true, true. Xin lưu ý là cái âm TR của tiếng Mỹ nó không có giống cái âm TR của tiếng Việt. Là cái âm TR tiếng Mỹ là thứ nhất là cái âm T nó rất là mạnh, chữ T nó mạnh. Sau đó là cái chữ R đó, nó cũng nhiều hơn, cái âm nó rất là nặng. Thành ra mình đọc là true, true là đúng, là thật, là chân chính hoặc là không méo. Thí dụ một cái bánh xe, mình không biết cái bánh xe có méo không, cái bánh xe của xe hơi hay là xe đạp chẳng hạn, thì mình hỏi là cái bánh xe có bị méo không, thì mình hỏi là is the wheel true. Various, various là khác nhau. Thí dụ nhiều tên khác nhau, một người mà có thể có nhiều tên khác nhau thì mình gọi là anh ta có nhiều tên khác nhau. He has various names. White, white, white có nghĩa là trắng hoặc là bạc. Thí dụ như tóc bạc thì mình gọi là white hairs. Whole, whole,
whole là toàn thể, là toàn bộ. Thí dụ như toàn cả cuộc đời tôi thì mình nói là my whole life. Wrong, wrong, wrong. Các bạn thấy là chữ W ở đây không có được phát âm, nó câm, là sai hay là ngược. Thí dụ như ngược chiều, đường ngược chiều thì mình gọi là wrong way. Nói anh sai rồi thì mình nói you are wrong. Young, young, young là trẻ. Đến đây kết thúc bài học 100 các tính từ. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Nếu các bạn thích, xin các bạn vui lòng nhấn subscribe. Chào tạm biệt các bạn.